Chào mừng các bạn đến với phần phát âm 2 cùng Hoàng My và Elsa. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với ba âm rất quen thuộc với tiếng Việt, đó là âm M, M, âm N, N và âm Ng, N. Ví dụ như là chữ M, M, đó là âm môi M, 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 M. Mimi, đó là câu mà mình thích nhất khi mà mình nghe lúc về nhà, mình nghe Mimi ơi, mấy đứa cháu. Chữ M này nó sẽ trở nên phức tạp hơn một chút xíu khi mà nó ở đặt ở cuối câu, cho nên là mầm, mầm. Thì cái âm m là mình ngậm môi ở cuối câu, mầm. Còn đối với âm n là mình phải đưa lên tới mũi, đẩy lên, đẩy lên. Ví dụ như nose, nose. Và khi nó đứng ở cuối câu á, thì n, ví dụ là nần, nần. Mình cố gắng mình đẩy lên một chút xíu nữa khi mà mình tập á, nần. Và với âm ng, với đối với âm ng, ng, mi thêm chữ ơ, nhưng mà đọc là ng, ng, ng. Người Việt Nam mình rất là may mắn bởi vì mình có chữ ng mà mi thấy rất là nhiều nước sai, nhưng chúng ta không thể sai. Ví dụ như là từ king, king cũng đẩy lên âm mũi luôn, king. Hoặc là từ song, song. Singer, singer. Mi thường hay thấy các bạn, có đa số các bạn gọi là singer, singer, nhưng mà singer, girl không phải là singer, singer. Vậy là chúng ta vừa đi qua các âm m và n và ng. Và tất nhiên là Mi đã nói rất là ngắn gọn, chuyên gia giải thích cho các bạn chắc sẽ 15 phút mới xong. Vì thế cho nên nếu như các bạn muốn tập luyện nhiều hơn và chuẩn xác hơn thì các bạn hãy tập luyện với phần mềm Elsa. Bye.